Hữu Tuấn, Tùng Quốc, Quý Hâm, Công Viên. Người đã phá bóng là Hoàng Minh Tâm. Hàng thủ của Đà Nẵng đã để lọt Phạm Công Hiền. Đó là pha xử lý không thật kín kẽ của Trần Đình Hoàng. Nhưng thật may cho đội khách là tình huống nhả bóng vào trong của Công Hiền lại không tìm đến được bất cứ một chân sút nào áo đỏ. Pha can thiệp của Tuấn Mạnh. Dứt điểm. Thành Bình. Tỷ số là 1-0. Trong cú đá đầu tiên ở trên sân khi được thay vào, Thanh Bình đã lập công. Những cú đá của Thanh Bình luôn có chất lượng kiểu như vậy. Đó là những cú sút chìm. Và cho dù không phải là ở hướng chính diện, hơi chệch bên phải, thì Thanh Bình vẫn khiến mọi người phải nhắc đến anh bằng một cú đá chuẩn xác. Và chúng ta đang thấy Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ăn mừng ở trên khán đài của sân Thống Nhất. Thời gian còn lại vẫn là đủ để câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được nhiều hơn một điểm trước Đà Nẵng. Ở hai biên của Đà Nẵng trong những phút vừa qua, đội khách đã không còn duy trì được sự kiểm soát. Thanh Thịnh là người được đưa vào sân để chấn giữ khu vực này, nhưng trong tình huống tranh chấp vừa rồi, chúng ta thấy là Thanh Thịnh đã bỏ vị trí của mình từ núi xa. Nhưng cuộc đấu sức giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và FC Đà Nẵng thực sự là một màn đấu trí lý thú của hai huấn luyện viên. Thành phố Hồ Chí Minh chơi không thật đúng như ý muốn khi vấp phải một đối thủ hiểu tương đối rõ mình. Rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 2-1 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Amido Pande, tầm cao 1m93, chơi hoàn toàn mờ nhạt trong những phút vừa qua của hiệp 2. Nhưng ở tình huống có thể nói là xuất sắc vừa rồi, với tầm cao có thể nói là lý tưởng, với một tình huống bóng bổng quen thuộc của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, họ đội chủ nhà và Abido Bande đã lập công. Thực sự là rất bất ngờ. Những phút cuối của hiệp 2 thực sự là quá nghiệt ngã với Lưu Bình Đức và các học trò của ông. Đà Nẵng đã chơi tốt cho đến trước khi phải nhận những bàn thua. Bàn thắng thứ hai của Abido Bande ở V-League 2020. Không có quá nhiều những quả treo bóng tốt như vậy ở hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng với pha xử lý vừa rồi của Phạm Công Hiển, một người cũng được đưa vào sân từ ghế dự bị, Abido Bande đã khiến cho Tuấn Mạnh phải khóc hận. Một trận đấu rất kịch tính. Đà Nẵng xứng đáng có điểm trong trận đấu này, thậm chí là một trận thắng. Nhưng bóng đá không chỉ có những giây phút thăng hoa ở những thời điểm ghi bàn. Mọi điều chỉ kết thúc sau tiếng còi mãn cuộc mà thôi. Và với đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng của V-League, họ đã không ngừng chiến đấu. Dù cho đến trước khi ghi được bàn thắng gỡ hòa 1-1, họ đã chơi có thể nói là rất tệ. Chỉ có 3 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Vẫn còn 2-0. Tanda là người đã ghi bàn gỡ hòa cho Đà Nẵng, và đó mới là sự công bằng. Xin chúc mừng Lê Bình Đức và các học trò, họ xứng đáng có được điều này. Những phút cuối có thể nói là khá điên rồ trên sân Thống Nhất. Mỗi đội đều đã phải nhận 2 bàn thua. Tưởng chừng như cầu thủ Đà Nẵng sau khi phải nhận 2 bàn thua liên tiếp đã suy sụp tinh thần. Nhưng họ đã vùng lên và vẫn biết chất chiêu thời cơ.
Cú chạm đầu để chuyền bóng là của Thanh Thịnh. Rất vừa tầm. Và Tanda đã kịp chích mũi để đánh bại Thanh Thắng. Trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 2 đều. Phần lớn thời gian diễn ra trận đấu này là những diễn biến không thật sự hấp dẫn. Nhưng khoảng 5 phút cuối trận thì là những khoảnh khắc có thể nói là rất xuất sắc, rất tuyệt vời, rất đáng nhớ của V-League 2020. Đội đầu bảng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ thế bị dẫn đã vượt lên với bàn gỡ rồi bàn dẫn 2-1. Nhưng họ không thể kết thúc trận đấu này với 3 điểm trọn vẹn. Đà Nẵng, đội bóng đã dẫn bàn trong một quãng thời gian rất dài, cuối cùng cũng có điểm nhờ bàn gỡ của Tanda. Một điểm cho mỗi đội trên sân Thống Nhất sau cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và SV Đà Nẵng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Một trận đấu mà hai bên đều đã có những nỗ lực rất lớn để hướng tới những mục tiêu của mình. Và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ là đội đầu bảng sau vòng đấu này nhờ có một điểm giành được trước SV Đà Nẵng. Còn với đội bóng của huấn luyện viên Lê Minh Đức, không thắng trong trận đấu này là một điều đáng tiếc, nhưng những gì mà họ đã có được trên sân Thống Nhất ở buổi chiều ngày hôm nay là rất đáng tự hào, rất đáng ghi nhận. Xin chúc mừng cả hai đội. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và SV Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của LSV League 2020 xin được dừng lại ở đây. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.